Ngồi xuống, ngồi xuống. Mò xuống ngủ. Hai tuổi thì chơi vậy đúng rồi, nhưng mà 32, 33 tuổi như bố này không chơi được. Bố mập quá, bố leo vô trong đó. Ủa hả? Mẹ phải lôi đầu bố ra gỡ bố ra đấy chứ. Mệt quá. Trời ơi. Cái gì tẹt tẹt ghê vậy? Ngồi xuống. Hay quá, thay giỏi quá ha. Hay quá. Quá. Ủa này sao bắn được bố? Bắn nhỏ, bắn nhỏ. Bắn nhỏ bắn người đồng kia, có cái bắn nhỏ tụi nó bắn xuống dưới. Em bé bự nè. Em bé bự mà áo đen thấy gớm. Kêu đi hồi 6 giờ rồi hả? Mà 8 giờ rồi. Mới tới cái chỗ này luôn, kinh dị thiệt bố. Bây giờ giờ chút chéo gần sắp hết giờ rồi. Chạy được cái chút chéo. Dương. Ui.